nhà trường đã phối hợp với công ty Edu Media Việt Nam để tư vấn thiết kế, khảo sát và thi công một số các hạng mục công trình của nhà trường, các khu vui chơi trải nghiệm cho các con. Trong quá trình thi công thì nhà trường nhận thấy là đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty làm việc rất là nhiệt tình, tâm huyết và rất là chuyên nghiệp. Và khi nhà trường nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng thì được phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các con cảm thấy rất là hài lòng, rất là yêu mến, bởi vì những cái hạng mục của Edu đã mang lại cho trường Bán Trung A vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và đặc biệt là rất là an toàn, thân thiện với môi trường, đáp ứng được cái sự đổi mới của giáo dục mầm non hiện nay. Tôi rất vui và tự hào là cố vấn chuyên môn cho công ty cổ phần truyền thông giáo dục Edu Media Việt Nam. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, khảo sát, thi công các công trình tại các cơ sở giáo dục bậc học mầm non, công ty Edu Media đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao tại hàng ngàn các trường mầm non trên lãnh thổ Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng với đội ngũ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm, công ty Edu Media Việt Nam tiếp tục là đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế, cung cấp học liệu, thiết bị dạy học và giáo cụ cho các bậc học mầm non đạt chất lượng cao. Các sản phẩm do Edu Media tạo ra với độ hoàn thiện, tính thẩm mỹ, tính giáo dục, sự an toàn và thân thiện với môi trường giúp cho các trường mầm non nâng cao được hiệu quả và chất lượng trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non Việt Nam hiện nay.